Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Long, đến từ trường âm nhạc Adam Music. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để làm một giọng người thành một cái giọng robot bằng cái plugin gọi là Vocoder của Ableton Live. Mình bắt đầu ha. Mình sẽ nói sơ qua về cái Vocoder này ha. Thì Vocoder, như các bạn thấy ở đây, đây là một cái phần mềm, đây là một cái plugin có sẵn ở trong Ableton Live. Thì các bạn có thể tìm ở cái mục Audio Effects, nó tên là Vocoder, nó nằm ở dưới này luôn. Thì các bạn chỉ cần kéo thả vào thôi. Đây, kéo thả vào là các bạn có được một cái plugin. Thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một cái track để mà thu cái vocal của mình vào. Đó, thì mình vào một track, đó là một cái tiếng synth. Thì cái plugin này nó hoạt động như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn các bạn. Cái plugin này hoạt động dựa trên một cái gọi là modulator và một cái âm thanh gốc của bạn, đó là tiếng synth. Thì cái vocal của bạn nó có nhiệm vụ là làm thành một cái modulator để mà các bạn có thể điều khiển tiếng synth của mình theo cái giọng của các bạn. Ví dụ ha, mình sẽ ví dụ đây. Mình sẽ đánh một cái hợp âm, đó là hợp âm Do Major 7, và mình sẽ nói theo cái hợp âm đó. Manzo, 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 major, major, major 7, major 7. Đó, thì các bạn có thể nghe được cái giọng của mình nó biến thành robot rồi. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thao tác ở trên cái plugin này. Thì đầu tiên mình chèn cái vocoder này vào cái track vocal của mình. Ở đây mình sẽ chọn là external, và audio from thì mình sẽ trỏ nó về cái track mà mình có tiếng synth ở trong đó. Đó, ví dụ như ở đây là mình sẽ có một cái track tên là Wave Table. Đó, tiếng synth nó sẽ như vậy. Thì khi mà mình sử dụng nó cho cái mục đích là tạo thành một cái hiệu ứng robot cho giọng nói của mình, thì mình mute nó lại. Ok, mình mute nó lại ha. Rồi, thì tiếp theo đây chính là cái phần giao diện để chỉ cho các bạn biết được là cái phần giọng của mình tác động lên tới tiếng synth như thế nào. Thì ở đây nó có một cái nút chỉnh, đó là nút chỉnh bend. Thì các bạn tưởng tượng cái nút bend này nó giống như là cái độ chi tiết chia nhỏ cái giọng của các bạn ra làm nhiều phần, thành nhiều cái phần tần số khác nhau. Thì nếu mà cái bend này các bạn chia càng nhiều thì cái giọng của các bạn nó càng chi tiết, thì cái tiếng robot của các bạn nó có cái giọng mang tính người hơn. Ví dụ như là mình đã nút bend ở 40 là 40 bend, thì các bạn nghe thử ha. 1 2 1 2 1 2 1 2. Đây là 40 bend, thì mình sẽ giảm số bend xuống còn lại là 8 bend, thì các bạn nghe thử ha. Đó, thì các bạn có thể nghe được cái giọng của mình nó đã khác so với cái lúc mà 40 bend rồi. Cái 40 bend thì các bạn có thể giữ lại được cái giọng nói của mình ở chất lượng cao nhất, còn càng về sau thì chất lượng của giọng nói của các bạn càng giảm đi. Thì tiếp theo đây là cái nút range. Cái nút range này nó cho chúng ta biết là cái vocoder này nó tác động lên cái giọng nói của mình ở khoảng tần số như thế nào. Ví dụ như ở đây mình đã chọn là 20Hz cho tới 18.000Hz. Thì cái vocoder này nó sẽ lấy cái âm thanh từ giọng nói của mình từ 20 cho tới 18.000Hz để mà nó điều khiển cái tiếng synth. Ok, phần tiếp theo đó là phần bandwidth. Nó được ký hiệu là chữ BW. Đây, các bạn có thể thấy ở đây thì nó sẽ hoạt động như là cái Q của EQ của mình. Thì các bạn có thể xem bên này ha. Thì EQ của mình nó sẽ có nút Q như thế này. Cái nút để mình chỉnh cái độ rộng hoặc hẹp của một cái dải tần nào đó mà cái EQ này tác động lên. Thì cái này cũng y chang, cũng hoạt động y chang của mình như vậy. Phần tiếp theo là gate. Ok, thì bây giờ mình sẽ ví dụ cho các bạn dễ hiểu hơn ha. Thì bây giờ gate của mình đang để ở trừ vô cực. Thì mình sẽ để lên cao nhất có thể để các bạn hình dung cái độ tác động của cái gây này lên cái âm thanh của các bạn ha. One, two, one, two, one, two. One, two, one, two.
Đây là tiếng khi mà mình đã chỉnh gain lên cái mức mà vượt qua khỏi cái âm lượng giọng nói của các bạn khi mà thu vào luôn. Rồi, các bạn cùng theo dõi mình ha. Ok, thì lúc nãy các bạn không nghe được mình nói cái gì đúng không? Là do cái key mình đã đặt lên cao hơn so với cái vocal của mình, cái âm lượng của vocal của mình, nên cái phần vocoder nó không tác động lên cái âm thanh nữa, cái âm thanh sin của mình nữa. Rồi, tiếp theo đó là level. Level ở đây nó sẽ cho các bạn điều chỉnh cái độ lớn nhỏ của phần vocal của mình khi mà hòa chung với lại cái tiếng sin đó. Ví dụ đây là tiếng vocal mình để ở mức 0 decibel. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Đó, các bạn đã thấy cái âm thanh nó bị vỡ luôn không? Thì cái này là cái level để mà chỉnh cái âm lượng của các bạn khi mà nó hòa hai tiếng lại với nhau rồi. Cái âm lượng này là cái âm lượng chung. Ok, phần tiếp theo là def. Thì cái phần này mình sẽ ví dụ cho các bạn dễ hiểu hơn. Đó là mình sẽ chỉnh nó ở ba mức 0%, 100% và 200% để các bạn có thể hình dung được cái nút def này nó đã tác động lên tới cái âm thanh của các bạn như thế nào ha. Bắt đầu từ 0 trước ha. Ok, bây giờ là 100%. Ok, rồi phần tiếp theo đó là 200%. Các bạn hình dung được cái cách hoạt động của nút def này đúng không? Là nếu mà các bạn chỉnh càng về không thì cái tiếng synth của các bạn sẽ ít bị tác động bởi cái giọng nói của các bạn hơn và nó thuần tiếng synth hơn. Và nếu các bạn chỉnh cái phần trăm nó càng cao thì cái vocal của các bạn tác động càng mạnh lên cái tiếng synth đó. Ok, phần tiếp theo đó là nút attack. Thì cái nút attack này nó sẽ cho các bạn điều chỉnh cái thời gian mà tiếng synth nó bắt đầu phát sau khi các bạn nói. Đó, thì ví dụ như ở đây mình để 1 mili giây, là có nghĩa là mình vừa nói ra cái là nó bắt liền luôn. Mình ví dụ ha. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Và đây, còn đây là tiếng mình để 1 giây sau nó mới lên. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Rồi, các bạn hình dung được không ha? Ok, tiếp theo đó là nút release. Thì mình đã có cái đầu tác động vào rồi, đó là attack. Thì release nó cũng giống như attack vậy, nhưng mà nó là ngược lại với lại attack. Thì release đó là cái thời gian mà các bạn muốn cái tiếng synth của mình nó kéo dài bao lâu. Đó, ví dụ như là cái mình đây là mình chỉnh ở 10 mili giây, có nghĩa là rất là nhanh. Các bạn nghe thử ha. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Đó là cái tiếng synth của các bạn nó kết thúc rất là nhanh, nên các bạn nghe nó không có giống robot được. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Đó là release ở ngắn. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh lên ở khoảng 1-2 giây gì đó cho các bạn dễ hình dung ha. 1 giây, 2 giây, rồi bắt đầu ha. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok, thì nó quá dài, nó làm cho cái tiếng, cái giọng của các bạn nó không còn giống robot nữa, mà nó giống như tiếng ngọc canh. Rồi, thì hai cái này mình có thể điều chỉnh làm sao để mà nghe nó vừa ý nhất có thể. Đây. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tiếp theo đó là nút phát minh. Thì cái nút phát minh này nó sẽ giúp các bạn điều chỉnh cái giọng của các bạn giống như là chipmunk hay là giống như là một ông già. Mình ví dụ ha.
Ok, thì các bạn có thể hình dung được cái chức năng của nút phong mình này qua cái ví dụ vừa rồi. Thì tiếp theo đó là phần dry wet. Thì cái phần dry wet này nó sẽ giúp các bạn điều chỉnh cái độ nhiều hoặc ít của cái vocoder này, nó tác động lên cái vocal của mình. Mình ví dụ cho các bạn dễ hiểu, mình sẽ chỉnh về mức 0 và 100. Các bạn cùng so sánh hai trường hợp này ha. Mình sẽ chỉnh về mức 0 trước. 1 2 1 2. Thì mình đang để ở mức 0%. Thì cái giọng của mình nó rất là bình thường, nó không có bị tác động bởi tiếng xin. Và bây giờ mình sẽ chỉnh lên ở 100%. Các bạn cùng so sánh ha. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Ok, các bạn có thể so sánh qua ví dụ vừa rồi. Ok, thì hy vọng cái video này sẽ giúp cho các bạn có thể sáng tạo hơn trong các cái bài nhạc của mình. Thì nhân tiện đây, mình xin chia sẻ chút xíu. Thì ở Adam Music đang có một cái khóa học thu âm. Thì trong khóa học này, các bạn có thể học được cách setup thiết bị thu âm tại nhà của mình. Cái thứ nhất, cái thứ hai, đó là các bạn có thể thao tác, các bạn có thể bấm thu được cho cái sản phẩm âm nhạc của mình. Cái phần thứ ba đó là các bạn sẽ được trang bị về kiến thức về mixing và mastering để các bạn có thể hoàn thành được cái sản phẩm âm nhạc của các bạn một cách chỉnh chu nhất. Thì các bạn có thể tham khảo khóa học tại fanpage trường âm nhạc Adam Music. Thì ở dưới đây mình có đặt link, các bạn có thể nhấp vào link đó để mà trở qua fanpage trường âm nhạc Adam Music để tham khảo về khóa học vừa rồi ha. Thì hiện tại khóa học đó đang có chính sách giá rất là ưu đãi, đó là 4 triệu cho 10 buổi. Thì hy vọng là cái video vừa rồi sẽ giúp ích được cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.